Đắk Lắk hiện có gần 600 nhà nuôi chim yến. Đây là một trong những lĩnh vực mới mang lại thu nhập phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nghề nuôi chim yến đang phát triển tự phát, đa số nhà nuôi yến được xây dựng trong khu dân cư, gây tiếng ồn, thị trường sản phẩm chưa có tính kết nối, tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá. Bên cạnh đó còn có hiện tượng một số tổ chức cá nhân đến tỉnh Đắk Lắk tư vấn xây dựng nhà yến với mục đích chính là thu tiền tư vấn, bán vật tư mà chưa có sự kiểm chứng về hiệu quả. Việc này có thể gây thiệt hại rất lớn cho người dân và ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý của cơ quan chức năng.